Mô Phật thôi, thôi mình phóng sanh thả cá, mình chỉ hồi hướng cho tất cả được vạn sự như ý, an lạc hạnh phúc, bệnh hoạn tiêu trừ mùa Covid này, cầu nguyện cho bá tánh chúng sanh đều được vượt qua Covid, gặp nhiều may mắn, khỏe mạnh, bình an. Rồi Mô Phật. Cảm ơn A Di Đà Phật, cảm ơn A Di Đà Phật rất nhiều. Dịu cái vậy anh dở ra. Xuống bao trước đi, bao trước cho nó dễ tay. Vậy mình cho bao đi trước đi.
dịch Covid-19 qua mau đi, chứ là do ảnh hưởng cư dân quá nhiều. Rồi. Cảm ơn. Tất cả mọi người đều được an lành hết. Dịch bệnh qua mau nữa. Tay phụ nó đây, tay phụ nó để ra đây kéo này đẹp mà.